Hello, bây chào mừng anh em đã quay trở lại channel mình nhá. Hôm nay thì mình sẽ bay về khu đền anh em ạ. Thực ra thì trận này đường bay nó xa khu vòng vàng cho nên là mình mới vào đây. Chứ mình bây giờ cũng không thích vào khu này rồi tại vì nó có mấy con bot ấy, nhiều khi đang bắn nhau nó cứ vào nó chém rất là khó chịu luôn. Về đây xem như nào. Ô kìa, có một tên nó lại đáp ra khu nhà kìa. Không vào đây à? À đây đây, có người anh em ơi. Ui, tưởng clear. Hóa ra có một team này chạy đâu. Ông nội thì chạy ra ngoài không hiểu luôn đi. Còn tên táp M16 bên kia và một tướng chân gần mình nữa. Vẫn đang còn ít nhất hai tên nữa anh em ạ. Khu đây thì nó cũng không được giàu như là khu vòng vàng đâu. À, kìa. Đấy, tên kia bị con boss nó dí kìa. Cay không? Để mình bắt cái tên ở trong này trước này. Ôi trời ơi, chơi có súng các bạn. Ôi, thanh niên. Chả hiểu cái team Indo là mình ăn đủ. Đấy, bot bắt đầu chém mình rồi. Còn cái ông nội mà bị bot dí ngoài kia nữa kìa. Chả hiểu team Indo làm gì. Một ông thì nhảy xuống xong chạy ra ngoài. Một ông thì đến giờ vẫn chưa có súng à. Ồ, có cái giáp ba này. Đây, tên thứ ba nó chạy qua bên trái này. Để mình dí cái bom phát nào. Vẫn đang bị bot chém. Ông này chắc yếu rồi đấy. Cày thật sự luôn, thật sự. Rồi. Châu nhở. Bom nổ cạnh mà không chết. Đây mình sẽ bắn luôn con boss nha. Còn bắn con boss này thì thường nó sẽ có mấy cái đắp mũ ba. Để xem có mũ ba không. Bây giờ mình sẽ qua bên khu nhà tìm cái tên mà đáp rùi bên kia. Nãy vừa thấy nó bắn boss bên đấy anh em ạ. Chắc là nó vẫn chưa đi đâu. Qua sớm thì sẽ gặp được tên này. Rồi còn tìm xe nữa cơ mà. À đây rồi đây rồi. Anh nhân cũng đã công lên trên này rồi à. Nghe tiếng mình bắn bot tính lên đây để canh đấy. Ôi, 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 ôi. Trong nhà này còn này. Rồi, anh nhân đứng đây sấy ai vậy? Giờ này mà vẫn có một ông đứng ngay nhà này để lút à? Hay làm gì đây? Rồi, cho quả bom lửa lên. Chạy đâu? Nhảy ra ngoài rồi. Ui giời. Làm sao bạn ơi? À rồi nha, có tiếng ca ở chỗ khu nhà chung cư. Chắc là bạn tên này hay sao ấy. Cũng không biết là bạn có thể là team khác nữa anh em. Ồ đây rồi, có cốc 6 rồi. Hôm nay thì mình sẽ tính là cầm lại combo M4X6 anh em ơi. Đây, mình thấy cái tên cầm ca này nhưng mà từ từ đã, mình không dám đấu. Nó cho phát vào đầu là chết đấy. Từ khi thì mình có cái skin nâng cấp Scaler ấy thì mình đã bị lãng quên M4 luôn ấy. Lúc trước thì mấy ông bảo là suốt ngày cầm M4, chán dã man. Xong từ khi có Ska mình bắn nhiều lại cũng bảo suốt ngày cầm Ska. Bây giờ chẳng biết làm như nào để vừa lòng mấy ông. Thôi thì cái phận làm dâu trăm họ thì thôi anh em ạ. Kệ mấy ông, bây giờ mấy ông gọi là bình phẩm clip mình thì thích bình phẩm như nào bình phẩm thôi mà. Mình thì thích cái nào thì mình làm thôi, đúng không? Chẳng qua những ai mà kiểu theo dõi kênh mình lâu, kiểu yêu quý mình mà có gọi là mong muốn mình làm cái gì thì mình mới làm thôi, chứ còn mấy thanh niên. Đây rồi. Em chạy trống này. Ui. Căng nhờ, đầy trống luôn à. Đây rồi, bạn chết. Thanh niên đúng là con nhà húng liều rồi. Đầy như chỗ không người ấy. Chắc nghĩ mình là bot. Vẫn đang còn một tên nữa này. Đợt này thì M4 nó cốc 6 không zoom nó giật hơn ngày xưa rất là nhiều rồi. Cho nên là bây giờ sấy cự ly mà cỡ hơn 200 mét này rất là khó luôn anh em. Nó chạy đâu ấy, tên này hiểu mình xong chạy luôn rồi. Lượn mấy vòng rồi mà chả sấy mình luôn đi. Thôi vào bò luôn. Có con bác ghi đâm vào mà không biết là có người trong này không nữa. À đây, ui, nó vừa hồi sinh luôn này. À rồi nha, đứng đây bắt luôn anh em ơi. Bọn này vào đây hồi sinh à. Ô đây rồi. Thanh niên, hai tên này. Rồi nốc một tên này nữa. Hết đạn rồi, từ từ. Lần này thì bạn chết này. Vãi nổi ở nguyên băng không trúng biết nào ạ. Mù mẹ mắt rồi. Rồi, tên Uzi đây rồi. Tên này là cái tên mà gọi là vẽ hình người này. Ô à, từ từ, nó đang spam. Hết đạn chưa?
Survive chúng tôi. Đây, có tên Uzi lúc nãy đây rồi. Đứng đấy mà uống nước à bạn, lìa luôn. Đấy, có những cái pha mà mình thấy rất là mù mắt luôn đi. Nhưng mà mình sẽ không cắt anh em ạ. À. Mình làm clip thì mình cứ để nguyên cho các bạn xem được thấy những cái pha mình thấy mù mắt. Rồi, tìm kia chạy luôn. Bình thường thì những cái pha thấy hay là những cái pha bắn mà kiểu mù mắt hoặc là xử lý lỗi là thường là sẽ cắt đúng không? Nhưng mà mình không, mình cứ để đấy cho anh em bình phẩm luôn. Mình gọi là có sao thì mình bắn vậy thôi. Đây, lấy xe lượn xem nào. Cái bọn mà đi quát hình như là vừa bị cái bọn nào ở chỗ bên chung cư bắn hay sao ấy. Không biết là bọn Nuat nó chạy luôn hay nó dừng nhỉ? Thì mình check qua bên chỗ ngoài bòi trước đã. Đây đây, mình thấy nó rồi này. Bắc ghi này. Trời ơi, đợi nhau à? Thằng gì đây? Ôi, cái tên này yếu dã man rồi này. Vẫn chưa nốc à? Đây. Thanh niên nằm này rồi. Gạt đã anh em ơi. Ok, còn một tên nữa thôi. Đấy, như các bạn thấy đợt này mà 4 cốc 6 nó bây giờ nó có như xưa đâu. Độ giật của các khẩu súng bây giờ nó càng ngày nó càng tăng rồi. Chưa kể là cây M4 đợt này nó lại còn bị tăng cái tốc độ giật nữa. Nhiều người dùng quá mà. Cái tên ở dưới này bị cái bọn trên đồi bắn nốc. Đấy rồi, mình gạt hộ cho. Đấy, các bạn chỉ việc bắn nốc thôi. Còn việc gạt thì cứ để mình lo. Việc nhẹ lương cao. Để mình lên mình hóng hớt cái bọn ở trên chỗ đồi này nữa. Không biết là mấy tên. Đứng đây cam để sấy M46XK. Tìm lại tay. Đây rồi, mình thấy một tên. Hai tên luôn này. Trời ơi, không trúng biết nào thôi. Chuồn luôn anh em ơi. Vào trong kho cam bọn này thôi. Bọn này chắc là chẳng có xe đâu. Đây rồi, mình thấy chạy bộ này. Hai tên lúc nãy rồi. Ui rồi, không nốc cái tên ở đấy được. À, định ra bác ghi à? Đây, phá lốp luôn. Hết đi nha. Bác ghi phá lốp sau thì đi kiểu gì? Nào, ngó ra nào. Không ngó rồi anh em ơi. Chạy kìa. Chạy đi đâu bạn ơi. Rồi, nốc cái tên chỗ hòn đá rồi. Còn cái tên ở chỗ gốc cây ở dưới thôi. Đợi tên này chạy lên là mình sẽ bắn được. Đây, đứng cam luôn. Này mà không cứu nhanh là bị ao bo ngay. Hồi sinh thì cũng đã hết rồi đấy. Kìa, chạy kìa. Ui dồi, giật quá. Chạy khôn thì nó chạy tiếp ra kia rồi anh em ạ. Xa như này thì mình sao mà mình sấy được. Bây giờ có phải như ngày xưa đâu. Nó chạy luôn à? Hay là có xuống khu nhà này không nhở? Mình lượn qua xem. Ôi giời ơi, thanh niên ngồi ngay đây. Vẫn đang còn ngồi bơm máu à? Thôi xong rồi. Chạy đâu? Chạy đi đâu với bạn một đầu này? Ý ơi, tí tí ấn nhờ. Rồi, thanh niên miên ma đây rồi anh em ơi. Lia luôn này. Bắn nhau trước mặt này. Để mình đứng đây mình cam luôn nào. Hôm nay là bắn M46X là phải tìm góc xa sấy. Tìm lại cảm giác sấy M46X như ngày xưa. Đây rồi, thấy một tên. Hai tên luôn. Bắn tên này trước đã. Rồi, mãi vẫn nốc được. Ok, anh em ạ, bắt đầu quen tay đấy. Lâu rồi cũng chưa cầm lại M4X6. Nói chung là đợt này nó khó sấy hơn ngày xưa thật. Đây, mình dừng đây, mình bắt. Tên này nó lấy xe nó chạy kìa. Ôi, có tiếng xe sau lưng này. Đây, đây, ôi sao lắm xe. Chạy rồi bo vào thế. Úi giời, bên kia nó bắn nốc nhau rồi kìa. Như là cái bọn đi xe hai chỗ nó bị clear rồi hay sao ấy. Rồi để mình lượn lên trên. Ui chết rồi. Mày nha, tí nữa nó bắn vào lốp xe là toang. Còn cái tên mà nãy mình khều nó đi UAS không biết nó chạy đâu. Để mình lên góc cao mình bắt cái bọn ở dưới đấy trước.
Rồi, một tên đang công trống này. Ồ, bạn ơi. Bạn công thế này thì bạn chết. Ôi, chạy luôn, nó lấy xe nó chạy lên để nó công mình này. À, ơi, bình tĩnh bạn ơi, bình tĩnh. Gạt tên áo hồng này trước. Rồi. Mình té vào bo luôn. Ở bo này không biết tìm góc nào cho an toàn đây. Bo mà vào chỗ sườn đồi này cũng hơi khoai anh em ơi. À, cái chỗ mỏm đá này khá là ok. Ơ, nhưng mà từ từ nha, có con Watt. Watt dừng đây có người rồi, thôi bắt buộc chơi thôi. Mà đứng chỗ này góc trên nó nhìn được ấy. Nó nằm này. Ôi, trâu nhờ. Rồi, tên này chết luôn. Tên này chắc là cái tên đi Watt lúc nãy này. Cũng đi con trường lợn này. À, đây rồi, bọn kia nó chạy xuống này. Nó thấy mình bắn nhau nó công xuống này. Ngó này, rồi anh em thấy X6 uy tín chưa? Đấy, nói chung là lâu lâu cũng phải có pha sấy là uy tín chứ. Ôi, vãi nồi mình sớm bốc rồi mà. Ôi, chết rồi. Mẹ, mình quá sớm bốc thế mà thằng kia vầy quả M24 tín, uy tín đấy nhở. Tí nữa oảng. Để thêm quả nữa cho chắc ăn anh em ạ. Góc này là cũng hơi khoai đây. Pan cho cái tên này nó khỏi bắn nữa này. Mình đợi bọn kia chạy bò mình bắt luôn. Đây rồi, chạy này. Rồi, quất đồi rồi. Không làm gì được. Đây, mình dừng tạm cái góc này đi. Ờ, góc này đẹp đấy. Chỉ sợ dưới kia nó nhìn nó bắt nó bắn nữa thôi. Ở trước mặt mình. Ui, quang nhầm. Đây, nó đứng ngay chỗ mỏm đá trước mặt. Tên này khả năng là cái tên M24 ấy mà. Tên mà vừa bắn mình phát vào đầu ấy. Quả bom này, nốc này. Đây, mình cho quả nữa. Công xuống luôn à. Công xuống đây bạn, ông này yếu này, ăn quả bom mình chấm máu luôn. Rồi, tên lẻ nữa anh em ạ. Là còn mấy tên nhỉ, 6 tên đúng không? Bây giờ lấy xe mình check viền phải trước. Viền phải nó sát bo. 6 tên là vẫn đang còn đông ấy. Bọn trên kia là đang còn 2 tên này. Với lại còn 4 tên nữa không biết ở đâu. Thôi mình cứ dừng tạm góc này để mình check các anh em ạ. Trước mặt này là khả năng có này, với lại trên kia thôi. Mình cứ đứng đây mình đợi bo một lúc rồi mình sẽ vào bo sau. Nãy vừa thấy có thằng nó nằm ngay trước mặt. Đây, dừng tạm những cái nhà vệ sinh rồi đi. À, đây rồi, nằm này, nằm này. Ui, dồi ôi, bên trên kia bắn mình. Đấy, mình nãy mình thấy có thằng, rõ ràng thấy có bóng dáng có một thằng nằm. Thế là hai team trên kia bắn nhau. Tên lẻ chết luôn à? À đâu, nó gạt kìa. Tên kia nốc lại rồi. Uầy. Thế là... À, rồi, hiểu luôn. Đây rồi. Nó đứng ngay chỗ gốc cây này. Thế là còn tên đấy với lại hai tên ở chỗ ngay ở dưới thôi. Hai cái tên ở dưới đấy mình vẫn chưa hiện kill cơ. Sợ nó cứu lại được rồi ấy. Mà không biết là bọn này cùng team hay khác team nữa. À, cái thằng chỗ gốc cây vẫn đang ngó mình này. Từ từ đã, góc này. Góc này mình không dám ra. Ra bọn dưới kia nó bắn được ấy. Khoài thế nhở. Nhà vệ sinh này trống bo nhưng mà nó tù quá. À, tên này bò ra trái này. Rồi, thế là chưa cứu được anh em ạ. Nó bò qua trái nó về chỗ đồng đội nó là bên trái nó luôn à. Ô, đây rồi, mình thấy cái chân của nó này. Nằm ngay chỗ gốc cây này. Rồi. Thế là có tên lẻ chỗ trước mặt mình thôi. Thì ra là khác team. Ok anh em ạ, thế là bên kia phải chạy bo về chỗ mình. Đứng góc này thì thôi top 1 rồi. Không thể nào mà cản được. Chạy này. Ui dồi ôi, trúng được mỗi viên. Thôi xong, chết bo luôn anh em ạ. Không ngăn được cái mạng cuối cho tròn 25 kill cho nó đẹp. Số 24 nó hơi xấu. Rồi thì clip hôm nay thì mình có trở lại với lại M4X6 không zoom anh em nha. Cái này các bạn hay gọi là đặc sản kênh.
Đấy là ngày xưa thôi, còn bây giờ thì anh em biết là độ giật súng với lại các thứ nó đã được tăng lên khá nhiều rồi, cho nên thấy bây giờ nó khó hơn xưa. Ok thì cảm ơn anh em đã dành thời gian theo dõi, bye bye mọi người nhé.